Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Tung Tăng Khắp Miền. Thưa các bạn, lúc này tôi đang đứng ở dưới chân tượng đài chiến thắng núi Thành. Đây là tượng đài được xây dựng nhằm tưởng niệm trận đánh năm 1965 giữa bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam và thủy quân lục chiến Mỹ, ngay sau khi Mỹ vừa đặt chân đến Chu Lai. Trận đánh này mặc dù quy mô nhỏ, chỉ diễn ra ở cấp đại đội, nhưng mà cũng đánh vào tâm lý gây hoang mang cho lực lượng Mỹ khi mới đặt chân đến Việt Nam. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về trận đánh này và tham quan một số nơi ở huyện Núi Thành hiện nay xem như thế nào. Núi Thành là một huyện nằm ở phía nam của tỉnh Quảng Nam. Ở đây cách thành phố Tam Kỳ khoảng 30 cây số đi theo quốc lộ 1. Từ bắc vào nam đi qua huyện Núi Thành, sang bên kia là huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là huyện cũng nằm giáp biển và có căn cứ quân sự Chu Lai rất nổi tiếng thời chiến tranh của Mỹ. Tên gọi Núi Thành xuất phát từ tên của một cụm đồi có độ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, nằm ở phía tây căn cứ quân sự Chu Lai, ngày nay thuộc địa phận của xã Tam Nghĩa. Trên đồi này có một lực lượng của Mỹ đóng quân nhằm bảo vệ từ xa cho căn cứ Chu Lai. Bối cảnh diễn ra trận đánh là vào đầu năm 1965. Trước sự thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, lúc này Mỹ đã quyết định trực tiếp đổ quân vào tham chiến ở miền Nam Việt Nam nhằm cứu vãn tình hình. Cho đến đầu tháng 3 năm 1965, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ lên Đà Nẵng, đánh dấu sự có mặt của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Sau đó khoảng 2 tháng, đến tháng 5 năm 1965, hơn 6.000 lính Mỹ và những lực lượng thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến đã đổ bộ lên núi Thành. Lực lượng này đổ bộ lên hai xã Kỳ Liên, Kỳ Hà, và lúc đó người dân ở hai xã này được di rời để cho phía Mỹ lấy mặt bằng xây dựng căn cứ Chu Lai. Căn cứ Chu Lai là một căn cứ quân sự thuộc dạng lớn nhất ở miền Trung, có lẽ chỉ sau mỗi căn cứ ở Đà Nẵng, và mục đích xây căn cứ này để giảm áp lực cho căn cứ ở Đà Nẵng. Căn cứ Chu Lai được đặt tên theo phiên âm tiếng Hoa của một trung tướng thủy quân lục chiến Mỹ là tướng Victor Krulak, tư lệnh của thủy quân lục chiến Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Chu Lai cũng có một lực lượng quân y rất mạnh để chữa trị cho những binh lính Mỹ bị thương từ vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Cho đến cuối năm 1970, thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu rút khỏi Chu Lai, và sau đó thì căn cứ này dần dần được chuyển giao cho phía Việt Nam Cộng Hòa quản lý sử dụng. Lực lượng Mỹ đổ bộ lên Chu Lai, ngoài thủy quân lục chiến còn có pháo binh, những khẩu pháo 105, 155 ly, rồi là xe bọc thép M113, những phi đoàn máy bay trực thăng và máy bay tiêm kích. Để bảo vệ căn cứ Chu Lai, Mỹ đã sử dụng nhiều đại đội chốt ở các cao điểm xung quanh. Ví dụ như chốt ở núi Thành đây, một đại đội khoảng gần 150 binh sĩ. Họ sử dụng súng đại liên và lựu đạn, những trận địa cối 81 và DKZ. Ngoài ra, ở cái chốt này còn được sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng và máy bay. Sau khi nghiên cứu, nắm chắc tình hình và quy luật hoạt động của quân đội Mỹ, bộ đội tỉnh Quảng Nam đã quyết định tấn công căn cứ của thủy quân lục chiến Mỹ trên núi Thành. Lúc này, một đại đội của bộ đội tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng với lại một phân đội đặc công để tấn công căn cứ. Đêm ngày 25 tháng 5 năm 1965, các mũi tấn công quân giải phóng đã bí mật
áp sát căn cứ núi Thành. Lúc này là phía Mỹ vẫn chưa phát hiện ra. Bắt đầu sang ngày mới 26 tháng 5, lệnh nổ súng được phát ra và quân giải phóng đồng loạt từ các mũi xung phong sử dụng thủ pháo rồi là vũ khí cá nhân đánh chiếm từng ụ lô cốt, từng chiến hào. Trong trận đánh này, hỏa lực của bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam cũng bắn khống chế để không cho lính Mỹ rút chạy về căn cứ Chu Lai. Trận đánh diễn ra rất chóng vánh, chưa đầy một tiếng đồng hồ. Toàn bộ đại đội thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở núi Thành đã bị quân giải phóng đánh thiệt hại gần hết. Để kỷ niệm trận đánh khi xưa, hiện nay một tượng đài đã được xây dựng. Tượng đài ngày nay thuộc xã Tam Nghĩa, nhưng mà trước đây là thuộc xã Kỳ Liên. Bây giờ chúng ta đã ở trên đỉnh cao nhất của núi Thành, nơi có tượng đài chiến thắng, được xây hình giống như là một cái tháp rất cao. Trên kia có chữ 26 tháng 5 năm 1965. Không biết quay trên cao thế các bạn nhìn rõ không? Diện tích xây dựng ở trên đây là hết toàn bộ cái ngọn đồi này. Đứng ở đây, nhìn về phía đông, đó là bờ biển. Và chỗ kia, sân bay Chu Lai, sát đó luôn. Từ đây đến đó chỉ khoảng 3 cây số theo đường chim bay. Quốc lộ 1 trước mặt đây cách khoảng 200 m, và bên cạnh cũng là đường sắt thống nhất Bắc Nam. Đi ngược về phía bắc, dãy nhà san sát đây là trung tâm thị trấn núi Thành. Các khu công nghiệp trọng điểm là nằm ở phía bắc. Xuôi về phương nam, đi qua đây một chút nữa là sang địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Phía nam của tỉnh Quảng Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa, là địa phận của tỉnh Quảng Tín. Còn tên gọi Quảng Nam, nó chỉ là vùng đất nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Nam hiện nay. Ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín khi xưa là sông Ly Ly, chạy qua khu vực mà từ phía tây huyện Quế Sơn xuôi về phía đông. Đây là sườn núi phía bắc, những tảng đá khổng lồ lộ thiên ra rồi. Chính bởi đá lộ thiên như này nên ở đây chỉ có những cây bụi, không có những cây to, cây lấy gỗ đâu. Ngay từ thời xưa cũng vậy. Cũng nói thêm rằng là cái khu vực núi Thành này nó là hai mỏm đồi hình yên ngựa, ở giữa nó là một khoảng lõm. Hai ngọn đồi này nó cách nhau chỉ vài trăm mét thôi. Và người ta gọi là đồi 49 với đồi 50. Một cụm đồi liên hoàn gồm có hai mỏm. Đi ra phía sau của tượng đài chiến thắng núi Thành, nhìn sơ là không thấy nhà ở, chỉ có những ngọn đồi trồng cây. Dân cư tập trung ở đông nhất, chỉ cặp hai bên quốc lộ 1 thôi. Khoảng 3 cây số nữa về phía tây, một dãy núi cao ngất ngư, rừng già nguyên sinh. Ở đây là có dấu vết của căn cứ quân sự cũ đấy. Tôi nhìn sơ bộ chỗ kia, có lẽ đó là những cái mảng bê tông nhựa.
Bên này có một căn nhà nhưng mà không thấy có người, đóng cửa. Chính xác, đây là dấu tích cũ. Các bạn theo dõi kênh của tôi, thấy những cái mảng bê tông nhựa như này, tôi quay một số những di tích quân sự còn sót lại. Đó chính là cái bề mặt của sân bay trực thăng đấy. Đây là những miếng bê tông nhựa, nó bị vỡ, lão hóa rồi. Bê tông nhựa ngày xưa là sử dụng cốt liệu bằng đá sỏi. Và toàn bộ cái khoảng trống chỗ này, đó chính là sân trực thăng. Bây giờ khoảng đất khi xưa vẫn bằng phẳng, nguyên vẹn như vậy. Chỉ có chăng là các cái lớp bề mặt nó bị hư hỏng. Sau khi cái bê tông nhựa nó bong hết đi thì lộ ra bên dưới là một lớp đất đỏ rất chắc chắn. Các bạn nhớ rằng là Mỹ đổ quân lên Chu Lai vào tháng 5 năm 1965, thì sau đó căn cứ Chu Lai được xây dựng và các cái cứ điểm vòng ngoài này cũng được xây dựng cùng năm luôn. Rất lâu rồi. Thực ra tôi cũng rất bất ngờ, không nghĩ rằng là trên núi Thành lại còn cái dấu tích này. Thông thường các căn cứ quân sự của Mỹ được xây dựng trên các điểm cao, các ngọn đồi, thì họ đều có sân bay trực thăng cả. Mục đích là để chuyển quân, vũ khí lương thực, tải thương. Chiến tranh theo kiểu nhà giàu mà, chứ không như là quân giải phóng. Kể cả là xây dựng căn cứ hay là hành quân, đa số là thủ công, sử dụng sức người. Đấy, máy bay của Vietjet Air đang cất cánh. Ở đây gần sân bay nên nghe tiếng cất cánh rất rõ. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về trận Núi Thành, một trận đánh mà bộ đội tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp tấn công lực lượng mạnh nhất của Mỹ, sư đoàn thủy quân lục chiến. Mặc dù trận đánh nhỏ chỉ diễn ra ở cấp đại đội thôi, nhưng mà trận đánh này cũng đã gây thiệt hại lớn cho phía Mỹ. Theo một số thống kê thì phía Mỹ thiệt hại khoảng 140 binh sĩ. Phía quân giải phóng cũng thiệt hại không kém. Nhưng trận đánh này đã giáng một đòn tâm lý rất mạnh lên binh lính Mỹ. Ngay khi họ mới đổ bộ lên Chu Lai chỉ một thời gian ngắn đã bị quân giải phóng tấn công. Từ chỗ tượng đài Núi Thành, phía đằng này cũng là sân bay Chu Lai. Đi ngược lên về phía bắc, chỉ vài cây số xong đó là rẽ ra phía biển. Tới đây là bãi biển Dạng thuộc xã Tam Quang của huyện Núi Thành. Biển hôm nay có vẻ sóng to. Bờ cát ở đây không dài lắm, nó chỉ trên dưới 20 mét từ bờ ra thôi. Nhưng mà nhìn rất đẹp. Cát vàng mịn, sạch sẽ. Bây giờ là chiều rồi, thấy bà con đang ra tắm biển khá đông. Ngược về phía nam, đó là cảng Dung Quất. Chỗ tàu nhiều kia kìa, 7-8 cây số thôi. Còn cảng Kỳ Hà thì ngược lên phía bắc khoảng 4 cây số. Núi Thành, một địa danh giáp biển, nơi có căn cứ rất nổi tiếng. Trước đây tàu hải quân của Mỹ họ cũng tiếp cận căn cứ từ phía này để tiếp tế. Mấy cái quán ở bên đây một dọc, hải sản tươi sống bày bán khá nhiều. Ai mà có dịp đi qua Núi Thành thì về đây
tắm biển và ăn hải sản. Các bạn thấy các cái nhà hàng người ta đặt ngay bên bờ biển, thoáng đãng, sạch sẽ, mát mẻ. Nhìn hoang sơ, nhưng chính cái hoang sơ đó nó lại là cái điểm thu hút. Bây giờ tôi cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.